Kính chào khán giả trở lại với bản tin news số 35 của Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi chiêm ngưỡng chiếc xe được coi là phiên bản thu nhỏ của Mercedes-Benz G63, đó chính là Suzuki Jimny. Bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, bởi lẽ vậy nên các hãng xe thi nhau đồng loạt giảm giá. Trong số đó chúng ta phải nhắc tới những dòng xe gầm cao vừa có tên tuổi lại vừa có thương hiệu như là Hyundai Kona, Peugeot 3008 hay Subaru Forester. Honda City phiên bản hatchback vừa mới được ra mắt tại Thái Lan. Chúng ta hãy cùng nhau đi soi nhanh xem chiếc xe này có gì khác biệt với phiên bản sedan. Để đến với bản tin, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để chúng ta nhận được những video clip mới nhất và ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Suzuki Jimny là một trong những chiếc xe được coi là tiểu G63 của thương hiệu Nhật Bản, sẽ có thêm phiên bản sử dụng hộp số sàn. Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và đầy chất off-road, hãng xe đến từ Nhật Bản rất muốn duy trì những thành công đó và sẽ cho ra mắt thêm phiên bản Suzuki Jimny Light. Trước mắt, phiên bản này sẽ chỉ dành riêng cho thị trường Australia. So với phiên bản hiện hành thì Suzuki Jimny Light chỉ có đèn pha tròn sử dụng bóng halogen và không có đèn sương mù, mâm thép 15 inch được sơn đen. Cá nhân mình cho rằng là với những trang bị trên thì chiếc xe này đúng là chỉ phù hợp để chạy vào những khu vực rừng thiêng nước độc thôi. Chính vì vậy mà không cần nhất thiết là phải sử dụng những cụm đèn LED hay có nhiều chức năng hiện đại. Tuy nhiên thì kỳ lạ là không có đèn sương mù, bởi lẽ vậy nên các bác nào mê off-road chắc chắn sẽ phải độ thêm đèn công suất lớn ở trên đầu xe hoặc trên giá nóc. Bên trong nội thất thì mẫu xe này chỉ có hệ thống điều hòa chỉnh cơ, hệ thống giải trí gồm đầu đĩa CD và radio kết nối với Bluetooth. Nhìn chung cá nhân mình thì không có gì cảm thấy bất ngờ khi mẫu xe này được trang bị ngần ấy những công nghệ tối tân và hiện đại của thế kỷ 21 đó. Bởi vì theo nhà sản xuất thì việc ra mắt Suzuki Jimny Light nhằm phục vụ nhóm khách hàng mua xe để chơi off-road với giá thành rẻ, dễ nâng cấp và sửa chữa. Còn đối với khả năng vận hành thì không biết khối động cơ K15B 1.5 lít tiêu chuẩn và hệ dẫn động hai cầu thì chiếc xe này có thể leo được nổi một con dốc 45 độ ở đồng mô hay không, chứ chưa nói đến việc chạy ở sa mạc hay đi đường bùn lầy, tuyết và đá. Tuy nhiên, để chứng minh cho các bạn biết được rằng là chiếc xe này thực sự rất nhiều người ưa chuộng, Suzuki đã phải bổ sung thêm lựa chọn cho người dùng và đã phải mở thêm một nhà máy sản xuất Jimny nữa ở tại Ấn Độ. Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khiến sức mua suy giảm, nhiều hãng xe đã phải áp dụng những chương trình khuyến mãi giảm giá để cải thiện tình hình kinh doanh. Trong tháng 6 thì nhiều mẫu xe SUV được giảm giá từ vài chục lên tới vài trăm triệu đồng để kích cầu. Hyundai Kona đang mất dần đi rất nhiều những cái sức hút của mình khi phân khúc crossover đô thị có sự xuất hiện của các giải sản phẩm mới như là Kia Seltos hay Cupra Cross. Theo đó thì ba phiên bản của mẫu xe này đều được giảm giá khoảng 40 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản Hyundai Kona 2.0 lít tiêu chuẩn giảm từ 619 xuống còn 579 triệu đồng. Bản 2.0 lít đặc biệt giảm từ 681 triệu đồng xuống còn 641 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất của Kona 1.6 Turbo có giá là 689 triệu đồng, trong khi đó giá niêm yết là 729 triệu đồng. Hai mẫu xe gầm cao là Peugeot 3008 và 5008 được áp dụng chính sách ưu đãi lớn nhất trong tháng 6. Các phiên bản 3008 AT và AL đều được giảm giá lần lượt là 30 triệu đồng và 40 triệu đồng. Mẫu 5008 AT và AL được giảm lên tới 60 triệu đồng. Ngoài ra các đại lý còn tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 15 triệu đồng. Một mẫu xe SUV khác cũng được giảm giá trong tháng 6 là MGZS. Một số đại lý tại khu vực miền Bắc chào bán ZS Lux cao cấp ở mức giá là 594 triệu đồng, giảm 25 triệu đồng so với mức giá bán niêm yết. Phiên bản Com cũng được giảm tương tự với mức giá còn lại là 544 triệu đồng. Trong khi đó thì bản tiêu chuẩn giảm 15 triệu đồng so với giá niêm yết, giá bán còn lại là 504 triệu đồng. Bên cạnh đó thì khách hàng mua xe được tặng thêm phụ kiện tùy theo chính sách của từng đại lý và khu vực. Trong tháng 6 thì Subaru Forester là mẫu xe SUV được giảm giá sâu nhất. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Subaru Forest IL có giá bán là 969 triệu đồng, giảm lên tới 159 triệu đồng so với giá niêm yết, giảm nhiều nhất trong số 3 phiên bản. Phiên bản Subaru Forester IS được giảm giá 99 triệu đồng, còn 1 tỷ 119 triệu đồng. Phiên bản cao nhất của IS đó là iSide có mức giá giảm là 79 triệu đồng. Cả hai phiên bản đều được tặng thêm phụ kiện khi mua xe nhưng không quy đổi trực tiếp vào giá bán. Honda City Hatchback vừa mới được ra mắt tại thị trường Thái Lan.
với mức giá bán là 26.682 đô la Mỹ. Xe được trang bị khối động cơ 1.5 lít kết hợp với hai motor điện cho tổng công suất là 107.5 mã lực. Ngoài ra, xe còn được sử dụng hệ thống Sport Hybrid gồm động cơ xăng 4 xi lanh Atkinson 1.5 lít và hai motor điện, hộp số ECVT. Với cụm hộp số vô cấp thì mình cho rằng là nó sẽ chỉ đem tới cái cảm giác êm ái thôi. Còn để đem tới trải nghiệm thể thao thì phải sử dụng hộp số cao cấp. Còn về khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì mình cho rằng với hai motor điện, xe sẽ có khả năng tối ưu rất tốt về mức điều hòa nhiên liệu. Về ngoại hình của chiếc xe phiên bản RS Line điện này thì cũng không có những cái sự khác biệt nhiều so với phiên bản RS. Cá nhân mình thì cảm thấy phiên bản hatchback trông khá là thể thao hơn so với mẫu RS. Xe có ngoại hình khác biệt đôi chút với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. Logo Honda có nền màu xanh dương, tượng trưng cho hệ thống Hybrid. Phía sau đuôi xe có biểu tượng EHEV. Nội thất của bản Hybrid không khác biệt nhiều so với bản 1.0 lít turbo tiêu chuẩn. Xe được trang bị màn hình TFT 7 inch, hệ thống giải trí với màn hình trung tâm 8 inch cảm ứng, tương thích với Apple CarPlay, điều khiển được giọng nói Siri, công nghệ kết nối với Honda Connect. Ngoài ra thì cabin của Honda City Hatchback còn có ghế Ultra Seat có thể gập 60-40 và điều chỉnh 4 chế độ. Hàng ghế trước có thể ngả hết cỡ kết hợp với hàng ghế sau tạo thành một cái giường tương tự với Honda ra trước đây. Điểm nổi bật của chiếc xe này tôi cho rằng nó đến từ những cái công nghệ an toàn trong gói Honda Sensing. Ví dụ chẳng hạn như là hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng hay là cảnh báo lệch làn đường. Ngoài ra xe còn có hệ thống cảnh báo điểm mù khi chuyển làn, camera quan sát 3 góc độ, phanh điện tử, chức năng giữ phanh tự động hay là hệ thống auto lock tự động hóa xe khi chìa khóa cách xa xe và chức năng khởi động động cơ điều hòa từ xa. Tại Thái Lan thì Honda City Hatchback E có giá từ 849.000 baht, tương đương với khoảng 614 triệu đồng tiền Việt. Xe có 6 tùy chọn màu ngoại thất gồm xanh dương, đỏ, trắng, trắng ngọc trai, xám sonic và xám kim loại. Vừa rồi là bản tin news số 35 của Auto Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.